Đức Việt à? Anh hai anh chở giữ chừng mọi vì Đức Việt mọi người ơi. Đây em chở sang giúp chơi nè. Ở đây xem nè. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely. I close my eyes, imagined you're mine. Sometimes I feel tired. Anh hai anh chở giữ chừng mọi người bị Đức Bình mọi người ơi. Đây em chở sang giúp chơi nè. Ở đây xem nè. Rồi ok. Ok, let's go. Ủa chị ngồi sao đâu? Đây mọi người ơi, ngó chị ngồi nè mọi người nha. Hai một bên hai bên một bên xong chờ. Mập quá rồi sao chị cái đầu lên cái dây. Quá mập. Quá mẹ ngồi cái chữ. Mập quá đi nha. Đây bây giờ mình sẽ đi cùng chị Bé Duyên và anh Phúc nha. Let's go. Mình vừa quay và vừa chở hàng chứ không biết có sao nữa. Mong mọi người thông cảm khi có gì mình quay không đẹp nha. Thì mình đã phụ Bé Duyên chở hàng đến rồi mọi người ơi. Hình như đến đây không mưa đúng không Duyên ơi? Duyên, hình như đến đây không mưa. Dạ. Đến đây nó không có mưa. Không có mưa. Ừ. Nãy dưới kia mưa. Dưới kia nó mưa. Cái này không mưa mọi người ơi. Đây bây giờ Duyên sẽ đem cà ra và chuẩn bị bắt thang lên nướng mọi người ơi. Bây giờ Nga sẽ Duyên sẽ đem thang qua cho Nga nướng nè. Cái này là cái nướng rồi qua đi bán.
để khác có điều kiện các bạn lấy còn hai bịch rồi riêng còn bốn bịch tập trung bán cho nhanh để hết luôn. Hôm nay là trời đang chuyển mưa rất là đen luôn cho nên là nói vậy thôi chứ trời đang chuyển mưa nè mọi người ơi. Cầu mong là trời đừng có mưa nhanh quá, cỡ tầm 7 giờ hẳn mưa, chứ không là Nga với Duyên, tại vì Nga với Duyên hôm qua là bán 200 kg mà vẫn còn luôn nha. Còn phân nửa luôn á. Tập trung bán cho hết luôn các bạn. Tại vì trời mưa. Hôm nay thì Nga sẽ hỗ trợ cho Duyên bán hết cái đống đó luôn. Hôm bữa là mình có soạn rồi phải không? Dạ đúng rồi. Hôm nay là soạn lại hư nữa. Hôm nay mình bán bao nhiêu ký rồi nha? Cái này chắc gần 200 ký. 200 ký. 6 bịch đó em. 6 bịch hả? Ờ. 6 bịch 15 ký, 150 ký. Ờ vậy là hôm qua hôm vậy là hôm qua còn rồi đó, chừng đó luôn rồi em. Dạ. Ờ. Hết rồi đó. Là em chỉ là bán để cho tranh thủ hết rồi mình bán vẫn bán là chỗ cũ thôi, không có bán địa điểm này phải không? Dạ đúng rồi. Tại có nhiều khán giả tới em tính là em bán cái này luôn. Không có. Là có nghĩa là Nga sẽ bán hết cái phần này để tranh thủ cho hết cái đặc cà hư này các bạn. Rồi Nga vẫn bán địa điểm cũ vào lúc 1 giờ rưỡi nha Nga. Dạ. 3 bếp hả? Dạ bữa nay nếm nướng có 3 bếp. À 3 bếp tại vì ít mà. Dạ. Bên kia 2 bếp, bên này 1 bếp. Chị Hai đúng không? Chị Hai và Duyên. Duyên đang ngồi bên kia mọi người ơi. Hiện tại là Duyên ngồi bên kia và cái này là khoảng bao lâu nó sẽ đủ để mình nướng em? Nó cháy đủ mình nướng á? Chắc 5-10 phút gì anh? 5-10 phút. Đúng cô cà tím luôn. Bây giờ mình sẽ sang với Duyên coi như thế nào mọi người ơi. Hôm nay cầu mong cho sau 7 giờ hẳn mưa em ha. Dạ. Đây bây giờ bên này cũng đang chuẩn bị nhóm lửa lên và bắt đầu nướng cà bán mọi người ơi. Hôm nay thì Duyên còn khoảng 150 ký. Đây hôm qua bán không hết đó mọi người. Đây còn khoảng 150 ký thì hôm nay sẽ bán nốt luôn để em nhập hàng khác về. Cái ngày thì nói 150 cái gì nói 100 ký không biết bao nhiêu mọi người. Thì 6 bịch, một bịch là tầm 22 đến 25 ký nha mọi người. Ngày em bán hết hai chai này không? Dạ. Một ngày em bán hết hai chai dầu này không? Hết rồi. Đây, than thì nó đang cháy, dầu thì
vị sâu người ơi. Đó. Riêng thì lại hoay chuẩn bị đồ nướng. Và ra phần cho mọi người ơi. Trở lại với Nga coi như thế nào mọi người ơi. Chưa biết địa chỉ thì mọi người hãy vào Google search 219 Nguyễn Duy Trinh hoặc là 210 Nguyễn Duy Trinh. Ở trong đem răng bình nãy. Bây giờ tổng cộng 7 bịch nha các bạn. 7 bịch là 140 ký chị. Chính xác là 140 ký nha mọi người. Nói chọn cái bịch nhiều mà đầy mà đầy luôn khoảng 30 ký. Thì coi như là mình cho mình tính 150 đi. 150 đi. Anh Nhi chào nha. Em gửi rồi bỏ hết rồi. Do là nghe bật hơi bật. Cho nên là nghe bán hết sớm để cho mình sẵn rồi tự nướng cho Duyên. Đây, cái cà đầu tiên chị quen lột mọi người ơi. Khóc khó luôn. Cầm cái cuốn nó không có nóng hả chị? Rồi sao không nóng? Thuộc già lắm. Tại vì mình ta đợi mình phải làm nhanh lẹ. Bán cái này phải nhanh lẹ. Dạ. Chị Quyên năm nay nhiêu tuổi mà em không chưa biết ta? 27 rồi. Sáng giờ 27 không nghe. Bây giờ nghe mới bán thôi. Đây thì vẫn có khách đến ủng hộ. Nhờ mấy anh YouTube mà mấy anh quay giờ tiếp địa chỉ hết á. Chia phần ra là mình canh bằng mắt luôn rồi chị. Chị không nhắm là đủ rồi mình bán luôn đúng không? Đúng rồi. Số cà này là không có dư, vừa đủ phần luôn á.
Ờ. Mua về kêu mẹ làm ăn nha. Bây giờ bên Nga sẽ sang bỏ ca bỏ thằng Phi vào mùi ơi. Cứ buôn bán mà cứ xe cộ đi ngang đi này kia nguy hiểm lắm mọi người nha. Mà em phải cố gắng làm vậy thôi chứ bây giờ không có biết làm sao để vận chuyển cho nhanh. Bây giờ Nga sẽ ship cho chú. Đấy. Bình đầu tiên đã đi mọi người ơi. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video mình hay, mọi người hãy like, đăng ký kênh để mình có thể làm những video hay tiếp theo mọi người nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người ạ.